Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã tới với kênh JB Family VN USA. Thì cuộc vui nào cũng rồi sẽ đến hồi kết thúc. Hành trình khám phá Grand Canyon của hai vợ chồng mình cũng sắp đi tới hồi kết. Hiện tại hai vợ chồng mình đã đi lên máy bay trực thăng và đang trên đường quay trở lại Las Vegas. Ở video ngày hôm nay, xin mọi người hãy cùng hai vợ chồng mình ngồi thư giãn, nghe nhạc và ngắm cảnh Grand Canyon từ trên cao nhìn xuống. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã cùng hai vợ chồng mình đi du lịch khám phá Grand Canyon.
của ngày hôm nay cũng đã dài rồi, thế nên mình xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Nếu như mọi người có thích video này, xin hãy ấn like và chia sẻ video dùm vợ chồng mình. Ngoài ra, mọi người đừng quên ấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hành trình của hai vợ chồng mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. See you next time. Bye.